cải táng mùa mã bằng hình thức hỏa táng vốn chưa từng có ở huyện đảo Lý Sơn. Thế nhưng, hôm nay tộc họ Đặng ở huyện đảo Lý Sơn, một tộc họ có nhiều người đi lính Hoàng Sa năm xưa, đã đi tiên phong trong cải táng mùa mã theo hình thức hỏa táng. Tiên phong của tộc họ Đặng đã mở đầu tục táng mới, văn minh hơn về quy cách, sạch sẽ hơn về môi trường và nhân văn hơn về tâm linh. Sau khi thực hiện các nghi lễ chính theo phong tục của Phật giáo, tộc họ Đặng đã tiến hành thủ tục bốc mộ cải táng. Tất cả có 15 mộ được cất bốc hài cốt để hỏa táng. Số mộ này được chôn cất cách đây từ 40 năm đến hơn 200 năm trên đất sản xuất. Sau khi hỏa táng, những bộ tro cốt được an trí trong chùa Hải Lâm trên đảo Lý Sơn. Huyện phát động chương trình mà di dời mộ mã bằng cách hỏa táng thì tập chúng tôi thấy việc đó là việc có lợi cho xã hội chung và cũng là để cho cái môi trường trong xanh sạch đẹp và cũng là cái hội chúng tôi là đi đào cho mọi người khóc nơi gương đó mà thấy cái việc làm đó là một cái niềm tin đúng đắn và thật sự. Mai táng cải táng mồ mả theo phương thức truyền thống đã ăn sâu trong tiềm thức của người dân Lý Sơn, thay đổi nhận thức, quan niệm của người dân để hướng đến tục táng mới, văn minh phù hợp cuộc sống hiện đại là điều cần thiết. Tộc họ Đặng tiên phong trong việc hỏa táng hài cốt được xem là sự đột phá của hệ thống chính trị huyện Lý Sơn trong việc tuyên truyền, vận động, không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn tiết kiệm được quỹ đất, cải thiện môi trường trên đảo. Tôi thấy Lý Sơn như vậy là dân đông mà đất hẹp. Họ Đặng chúng tôi làm đầu tiên như vậy là thấy hợp tình hợp lý để riêng trả đất để sản xuất đầy đủ cho dân. Làm như vậy là bảo vệ môi trường, là vì sao đâu mình là thiêu luôn đốt luôn, là đường báo vô hủ rồi không có cái gì ảnh hưởng môi trường gì hết. Huyện đảo Lý Sơn có diện tích chỉ 10 km2 nên nhu cầu đất đai cho hơn 22.000 dân luôn rất cần thiết. Tuy nhiên, một bất cập tồn tại lâu nay là trên đảo Lý Sơn, tình trạng mồ mả chôn cất tràn lan không theo quy hoạch. Hệ quả để lại là đến nay nhiều diện tích đất sản xuất, đất ở trên đảo bị thu hẹp, ảnh hưởng rất lớn đến mỹ quan, môi trường, gây khó khăn cho công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Hiện có hơn 6.000 mộ nằm rải rác trên đất sản xuất nông nghiệp và xen kẽ trong các khu dân cư trên đảo. Lý Sơn đã xây dựng đề án cải mồ mả, hình thức hỏa táng là phù hợp nhằm tiết kiệm quỹ đất, nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Của việc hỏa táng mồ mả nó có ý nghĩa hết sức sống còn đối với đảo. Thứ nhất là về mặt mỹ quan, nếu chúng ta đi lại, du khách đi lại mà đâu cũng gặp cảnh mà mồ mả được chôn cất một cách tương đối tùy tiện như vậy thì nó sẽ khó để mà có thể phát triển du lịch. Về mặt tài nguyên và môi trường thì diện tích đảo nó cũng rất là nhỏ, chưa đầy 10 cây số vuông như vậy mà nếu chúng ta sử dụng quá nhiều cái tài nguyên đất cho cái việc mai táng thì chắc chắn là cái nguồn lực đất dành cho sản xuất cũng như để phát triển nó không còn. Về mặt môi trường thì có thể nói là cũng vì cái diện tích như vậy mà nếu chúng ta chôn cất ở cái độ cao như vậy thì cái mạch nước ngầm khả năng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng và ô nhiễm và nó hệ lụy đến cái nòi giống của chúng ta. Lý Sơn đang dùng sức để xây dựng huyện đảo phát triển bền vững, trở thành đô thị biển xanh sạch đẹp, thu hút du lịch. Vấn đề cải mồ mả bằng hình thức hỏa táng là hết sức cần thiết và cấp bách, giúp vừa tiết kiệm quỹ đất, vừa đảm bảo môi trường, tránh phá vỡ cảnh quan trên đảo. Lý Sơn đặt mục tiêu đến năm 2030, vận động người dân thực hiện cải táng bằng hình thức hỏa táng khoảng 4.000 mộ nằm rải rác trong khu dân cư và đất sản xuất.